phần thi của 7 đội thi và chúng ta cũng sẽ trải qua 3 phần thi chào hỏi, phần thi thuyết trình và phần thi trả lời câu hỏi vấn đáp. Và đội thi đầu tiên sẽ đến với lượt thi trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là phần thi chào hỏi đến từ đội thi Đảng bộ Cục Thuế Thanh Hóa. Một tràng pháo tay dành cho Đảng bộ Cục Thuế Thanh Hóa. Phần thi chào hỏi của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin phép được bắt đầu. Người chiến sĩ ngành thuế mến yêu, dù bão tố, dù nắng, dù mưa, vẫn cứ âm thầm như những con ong đóng góp sức mình cùng thuế bạn ơi. Một ngày vui đi giữa quê hương, dệt mùa xuân đất nước yêu thương, là bài ca ngành thuế mến yêu, là bài ca ngành thuế mến yêu. Đội thi đến từ Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Về với hội thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay, đội thi đến từ Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chúng tôi gồm có: tôi Phạm Thị Hương, đảng viên chi bộ phòng kê khai kế toán thuế. Tôi Trần Đăng Quang, đảng viên đảng bộ bộ phận chi cục thuế khu vực thành phố Thanh Hóa Đông Sơn. Và tôi Đỗ Thị Hồng Sinh, đảng viên chi bộ phòng thanh tra kiểm tra số 1 đội trưởng, cùng các cán bộ đảng viên cục thuế tỉnh Thanh Hóa tham dự hội thi. Chúng tôi đại diện cho gần 1.000 đảng viên đến từ 26 chi bộ đảng bộ bộ phận trực thuộc của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa luôn nghiêm túc thực hiện việc học tập, nghiên cứu và thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc lịch sử năm 1969. Với tinh thần, ý chí và trách nhiệm cao nhất, ngành thuế Thanh Hóa xin nguyện quyết tâm học tập và làm theo lời Bác. Kính thưa các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta rất coi trọng công tác quản lý tài chính, đặc biệt là công tác thuế. Người đã khẳng định sự nghiệp công tác thuế là của toàn dân. Công tác thuế phải do dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Và nhất là thu thuế phải thu được lòng dân. Cùng với lịch sử và tiến trình phát triển chung của quê hương Thanh Hóa, ngành thuế đã luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện di chúc thiêng liêng của Người, không quản ngày đêm, phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, vinh dự được đóng góp một phần quan trọng vào kết quả và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Năm 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa là tỉnh có số thu ngân sách nhà nước đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và là một trong 10 tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Và ngày hôm nay, các cơ quan đơn vị đến với cuộc thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong niềm tự hào và biết ơn vô hạn. Chúng ta tưởng nhưng như đang được quây quần bên vị cha già, vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc, để cùng nhau tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những công lao, kiến thiết, dựng xây, giáo dục, chăm lo và dìu dắt của Người. Nghĩ về Bác, thấm nhuần những lời căn dặn của Bác trong bản di chúc cũng chính là một chỉ dẫn quan trọng cho mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi đảng viên sẽ nâng cao được ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, ý chí cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Những lời chỉ dạy của Bác sẽ luôn là kim chỉ nam, là hành trang, là động lực tinh thần vô giá để toàn đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện gắn kết một lòng, ra sức nỗ lực thi đua cống hiến để xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, muôn con tim hát về Người bằng niềm tin tất thắng sáng ngời. Thank you.
trong rừng xây, trong thung lũng và trong chiến thắng. Muốn con tim hát về người bằng niềm tin bất thắng sang lời. Bao đau thương, bao niềm vui, bao nụ cười và bao nước mắt. Muốn con tim kết thành lời, thành độc lập tự do muôn đời. Cùng hát lên muôn lời, hát về người Hồ Chí Minh, hát tên người Hồ Chí Minh, hát tên người Hồ Chí Minh. Phần thi chào hỏi của đội thi đến từ Đảng bộ Cục Thuế đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình của đội thi đến từ Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin phép được bắt đầu. Lời của Bác sáng soi ngàn năm, lời của Bác thấm bao ân tình, để cháu con hạnh phúc trong tự do. Lời của Bác trái tim Việt Nam, lời của Bác ánh sao rạng ngời, đưa cách mạng sáng mãi công ơn. Năm 1969, thời gian tưởng chừng như ngừng lại. Một trái tim vô cùng nhân ái, vì nước thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngừng đập. Trước khi ra đi, người không chỉ để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta một tư tưởng lớn, một nhân cách lớn, một sự nghiệp lớn, mà người còn để lại một bản di chúc lịch sử đầy thiêng liêng. Bản di chúc được người viết lần đầu tiên vào ngày sinh nhật lần thứ 75 của mình. À, trong 4 năm sau đó, vào mỗi dịp sinh nhật, người lại bổ sung, chỉnh sửa cẩn thận. Quá trình đó thể hiện tâm nguyện, tình cảm của người với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân. Bản di chúc với chỉ hơn 1.000 từ nhưng chính là một quốc bảo, là một văn kiện lịch sử vô giá. Đồng thời, bản di chúc còn là một thiết kế lý luận sâu sắc, định hướng cho bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam, mà mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Xuyên suốt nội dung của bản di chúc, Bác đã 17 lần nhấn mạnh đến nhân dân. Chữ nhân dân được Bác gạch chân cẩn thận nhằm khẳng định rõ vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân. Trong di chúc người viết, nhân dân lao động ta từ miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Kính thưa các đồng chí, từ thuở niên thiếu, Bác đã bôn ba rất nhiều nơi, tận mắt chứng kiến nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi bị chế độ thực phong kiến và thực dân áp bức bóc lột đến tàn bạo. Hơn 20 triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Bác thấu hiểu nỗi nhục của người dân mất nước, nỗi đau của nhân dân lao động. Dành độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân chính là quyết tâm cháy bỏng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời chân lý, xé tan màn đêm u tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta đứng lên, đánh đổ thực dân phong kiến. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vang lên, toàn thể dân tộc ta, triệu người như một, không kể già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo, đều nhất tề đứng lên, đoàn kết, bảo vệ nền độc lập. Từ
đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Pháp tới hồi cam go ác liệt nhất. Chính nhân dân đã dốc bồ thồ thúng dành những hạt gạo cuối cùng cho bộ đội. Chính nhân dân đã dùng sức của mình vượt hàng trăm cây số để vận chuyển hàng vạn tấn lương thực lên chiến dịch, giúp bộ đội ăn no đánh thắng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ đó, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục vững bước tiến lên, đi đến thắng lợi cuối cùng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sâu chuỗi lại những cột mốc lịch sử quan trọng ấy, hơn ai hết, Bác là người thấy rõ được vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân. Bác nhiều lần nhấn mạnh, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Người còn nhiều lần chỉ rõ, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chính nhân dân là lực lượng làm nên chiến thắng, làm nên cách mạng, thì đồng thời nhân dân cũng chính là mục tiêu mà Đảng ta phải ra sức chăm lo. Bởi vậy, trong quá trình rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, người nhiều lần khẳng định, nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Rất kiên quyết, người chỉ rõ, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Cho đến cuối cuộc đời, trong di chúc, người vẫn trăn trở và căn dặn: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Thấm nhuần và thực hiện lời căn dặn của Bác, đi lên từ muôn vàn đau thương sau chiến tranh, với quyết tâm không một ai bị bỏ lại phía sau, Đảng ta đã ra sức lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thành tựu về kinh tế và văn hóa đã không những nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân, mà còn góp phần nâng cao sức mạnh quốc phòng, an ninh đối ngoại. Để với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Quê hương Thanh Hóa của chúng ta sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, thế và lực của tỉnh đã lớn mạnh, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, khẳng định hơn nữa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh Thanh Hóa ở khu vực Bắc Trung Bộ và khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vùng đất xứ Thanh. Trong tiến trình phát triển đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Tổng cục Thuế, bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành địa phương, sự đồng lòng ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Kết quả thu ngân sách nhà nước chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh an sinh xã hội, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, bảo vệ môi trường. Với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ, ngành thuế với những giá trị cốt lõi là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới đã luôn đi đầu trong công tác hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, tích cực tham mưu nhiều chính sách miễn giảm gia hạn về thuế, giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi cán bộ thuế chính là những người chiến sĩ xung trận trên tuyến đầu của mặt trận tài chính, luôn khát khao lắng nghe, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Đúng như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, thu thuế phải thu được lòng dân. Kính thưa các đồng chí, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc về việc thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nói riêng cũng luôn trăn trở, nghiêm túc nhìn thẳng vào những mặt hạn chế còn tồn tại để tìm ra nguyên nhân và kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa đổi, như một số chính sách thuế còn thiếu đồng bộ, một số thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự tinh gọn và một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên vẫn còn thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ nên đôi lúc vẫn chưa đáp ứng kịp thời những yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo toàn diện và sát sao của Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên
đặc biệt là thế hệ trẻ ngành thuế xin nguyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, không ngừng nỗ lực thi đua phấn đấu, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, nguyện hết lòng vì nhân dân phục vụ. Kính thưa toàn thể các đồng chí, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự kích tình sâu sắc phong cách quần chúng, trọng dân, vì dân. Trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này là một trái tim. Một trái tim phải thực sự gần dân, hiểu dân, phải thật sự trăn trở về lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trong chuyên đề học tập năm 2024 của tỉnh ủy Thanh Hóa với nội dung học xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là một minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng, quyết tâm, trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với tinh thần trọng dân, vì dân. Kính thưa các đồng chí, có lẽ chúng ta vẫn chưa vơi niềm tiếc thương đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo kế tục sự nghiệp vì nước, vì dân, người học trò thực hiện xuất sắc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, ý chí xây dựng chỉnh đốn đảng để mọi tầng lớp nhân dân càng trở nên tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng. Mai sau, mai sau, mai sau, đất xanh che mãi, xanh màu che xanh. Kế thừa và phát huy những thành quả mà ông cha ta đã dày công xây dựng, tất cả chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những chỉ dẫn quý báu trong di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mỗi chúng ta sẽ là những ngọn đuốc nhỏ được thắp lên, truyền tay nhau, thổi bung thành ngọn lửa lớn, soi sáng cho lý tưởng cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp dựng xây, đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Phần thi thuyết trình của đội thi đến từ Đảng Bộ Cục Thuế đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chúc hội thi thành công rực rỡ. Đội thi đến từ Đảng Bộ Cục Thuế Thanh Hóa đã bốc thăm được câu hỏi trả lời vấn đáp là câu hỏi số 6. Nội dung câu hỏi như sau. Chiếc máy kéo DT24 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định vào năm nào, hiện đang được trưng bày ở đâu? Và chúc các đồng chí sẽ trả lời thành công câu hỏi này. Đội thi đến từ Đảng Bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Kính thưa các đồng chí, sinh thời cùng với tình cảm đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm Thanh Hóa. Nhưng có lẽ lần thứ tư vào ngày 11 tháng 12 năm 1961, người về thăm xã Yên Trường, huyện Yên Định và Hợp tác xã Cơ khí Thành Công là lần mang lại nhiều kỷ niệm xúc động và cũng đáng nhớ nhất. Bởi đó cũng chính là lần cuối cùng người về thăm quê hương Thanh Hóa thân yêu của chúng ta. Thưa các đồng chí, mặc dù trong tiết trời đông lạnh giá, nhưng gần một vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Trường cùng các xã lân cận khác vui mừng hân hoan phấn khởi khi được đón bác về thăm. Trong chuyến thăm lần này, bác ghi nhận và khen ngợi những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hợp tác hóa và sản xuất nông nghiệp của đảng bộ và nhân dân trong xã. Bác cũng thưởng huy hiệu cho những bà con nông dân xuất sắc trong phong trào lao động sản xuất. Bác trò chuyện, quan tâm, động viên và cổ vũ bà con, nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, coi hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là địa phương luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, nhưng khi thấy nhân dân lao động vất vả, khó khăn, máy móc cũ kỹ, lạc hậu, nên bác hứa sẽ tặng nhân dân xã Yên Trường, huyện Yên Định một chiếc máy kéo, để nhân dân có thể áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất, lập nhiều thành tích hơn nữa. Khoảng 3 tháng sau ngày bác về thăm, vào tháng 2 năm 1962, nhân dân xã Yên Trường, huyện Yên Định vui mừng và phấn khởi khi thấy chiếc máy kéo bác tặng mang nhãn hiệu DT24. Trên thân máy có dòng chữ ZETOR6711C với công suất 25 mã lực do Ba Lan chế tạo. Vinh dự lắm, tự hào lắm, tình cảm, cảm xúc của những người con Thanh Hóa
khi nhận được món quà ngày ấy đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên. Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng chiếc máy kéo, kỷ vật của Bác Hồ kính yêu tặng nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn còn đó và đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa như một lời nhắc nhở đối với nhân dân xã Yên Trường, huyện Yên Định nói riêng và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung phải luôn luôn là lá cờ đầu đại phong của ngành nông nghiệp. Đáp lại những tình cảm thiêng liêng cao quý của người bằng những hành động cách mạng thiết thực, huyện Yên Định đã hai lần đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2015, huyện Yên Định là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ đạt danh hiệu chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Thanh Hóa với tiềm năng thế mạnh của một tỉnh có hào khí cách mạng kiên cường, nằm ở vị trí trọng điểm chiến lược, điều kiện tự nhiên phong phú, diện tích rộng lớn trải dài từ đông sang tây, với núi cao, biển rộng, sông dài và vùng đồng bằng lớn thứ ba cả nước, nên có rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế nông nghiệp. Do đó, ngay sau khi ngày đất nước thống nhất, Thanh Hóa đã cùng với cả nước bắt tay ngay vào tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tỉnh Thanh Hóa, từ một tỉnh thường xuyên thiếu lương thực, nay đã bứt phá vươn lên, trở thành một trong những địa phương đứng đầu về sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Kính thưa các đồng chí, trong niềm xúc động, tự hào và biết ơn vô hạn về những tình cảm đặc biệt, thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cho quê hương Thanh Hóa, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện gắn kết một lòng, ra sức nỗ lực thi đua cống hiến để xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Tưởng nhớ người công ơn sâu, nơi rừng thông xanh còn xây tượng đài, đêm mỗi xuân sang con đến tiếng thông, nghe lời người dạy ân cần thiết tha, muôn nơi lời người thành câu hát dân ca, lời người còn sáng mãi trong ta. Phần thi trả lời câu hỏi của đội thi đến từ Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chúc hội thi của chúng ta thành công rực rỡ. Lên.